Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong clip này, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách trên toàn quốc thêm một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế ăn, chất liệu là 100% bằng gỗ vụ của nước Lào. Bộ bàn ghế này hay còn có tên gọi là bộ bàn ghế ăn mẫu vách đàn gỗ vụ, 8 ghế một bàn. Bộ này là bộ gồm 9 món. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Nhật, anh ở Tiền Hải Thái Bình. Nhà anh ở gần ngã ba Ông Tượng. Thì đi vào thông số và kỹ thuật thì chúng tôi cũng báo luôn. Thông số như sau. Chiều dài của chiếc ghế là dài 45 mà chiều rộng là 44. Cao là 1m1 hay còn gọi là 1m10 đấy. Chiếc bàn thì chúng tôi làm kích thước là 1m67. Chiều rộng là 81, mặt bàn dày 2 phân, khuôn dày 4 phân. Bộ bàn ghế này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng là yếm cong, chân cong. Tựa lưng là chúng tôi làm theo hình vách đàn. Đây là chiếc bàn đây. Xung quanh phần yếm thì chúng tôi đục hoa lá tây. Chiều dài chúng tôi làm dài 1m67. Đây là những người thợ chúng tôi đang khi những bức cuốn thư câu đối để đi vào quy trình hoàn thiện để bàn giao cho quý khách. Thì quý vị nào muốn sở hữu một bộ bàn ăn bằng chất liệu gỗ vụn mẫu vách đàn này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy liên hệ theo hai số thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Đây là những bức cuốn thư, những sập thờ, câu đối đang đi vào quy trình hoàn thiện để bàn giao cho quý khách đây. Đây là bộ bàn ăn 8 ghế một bàn. Thì quý vị nào có thể đặt số lượng nhiều hơn thì chúng tôi cũng vẫn làm 10, 12 ghế và 16 ghế. Đó là do yêu cầu của quý khách. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.